Phật tử nữ hỏi kính bạch thầy trụ trì, quý thầy chùa Khai Nguyên, con có một câu hỏi mong thầy giải đáp và cho con một lời khuyên. Hiện con đang sống và làm việc tại Hà Nội, bố mẹ ông bà con sinh sống tại quê nội Nam Định. Nhà ông bà nội con có thờ điện Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương, điện thờ này đến đời ông bà con mới mở cửa cho dân tới lễ bái trừ tà. Nhưng theo các cụ cao niên thì điện thờ nhà con đã tồn tại lâu đời, do cụ tổ nhà con xin dấu thánh về thờ, đến đời con là đời thứ bảy và có 7 vạn âm binh từ đền Trần phái về. Cái này làm sao ai nói mà hay là ai nhìn thấy mà ghê thế. Những năm chiến tranh vì thì phần vì nghèo khổ, phần hay chạy loạn nên việc thờ tự không đến nơi đến chốn. Quan binh đói khát ra ngoài phá phách nên các nhà xung quanh không nuôi được lợn gà và trồng cây ăn quả không đậu. Cái này thì thầy cũng không chắc chắn lắm cái điều này, cho nên nói như vậy là có thể là oan cho Đức Thánh đấy, oan cho Đức Thánh Trần đấy, không phải đơn giản đâu. Oan cho Đức Thánh vì sao? Vì nói như vậy là chẳng khác gì nói là gì? Đức Thánh quản quân không gì không chặt à, chiến tranh loạn lạc thì mặc chiến tranh loạn lạc ngài vẫn phải quản cho chặt chứ. Ngài là một vị gì? Một vị đại tướng quân, một vị thánh của dân tộc hiển linh, để cho quân của ngài đi làm những cái việc đó thì làm gì có. Cái này là Phật tử này à, lấy cái thông tin đâu ra nói như vậy là gì? Là có thể là gì? Làm nhục lây đấy gì tới thánh đấy. Khéo khéo à, khi con còn nhỏ bà con nói chuyện với con là ngày về làm dâu chưa biết tới việc âm và ra hầu thánh nên rất khổ à, đi xem thì thầy bảo bà con có căn đồng và phải ra hầu thánh thì mới hết khổ, con cháu phương trưởng. Từ đó bà con mới mở cửa điện, dân thập phương từ nhiều nơi về soi xét đất cát, xem trong phần đất có tà quỷ hay không, nếu có thì sẽ làm lễ trừ tà. Nhiều người điên dở hoặc bị bệnh nhưng khi đi khám không ra bệnh cụ thể gì, bệnh viện trả về, vân vân. Khi đến cửa điện nhà con lễ thì hết bệnh, gia đình không không ngộ ngã nữa là thế nào, không ngần ngại nữa, chắc là thế, chắc gia đình không ngần ngại nữa nên mở cửa điện cho mọi người vào lễ. Tà thì có tà từ hiền đến ngang ngược và cả những tà chết trận người Trung Quốc đã thành quỷ, có rất nhiều lính hầu. Cái này thì cũng không biết vị nào căn cứ ở đâu mà nói những cái điều đó như là thật đấy. Với những tà hiền thì khi mời họ tới cửa điện và nhập vào người bị hành để nói lên yêu cầu, họ chỉ xin áo tiền và nhờ đưa về đền về phủ để hầu thánh. Tà ngang ngược thì lấy áo tiền nhưng không chịu đi, phải dùng âm binh bắt trói đánh đòn mới đi. Còn quỷ có lính tráng thì đánh nhau lại với âm binh của cửa điện à, có khi ngang ngửa vì quân của cửa điện chia nhiều nơi, bà con phải dâng sớ xin viện binh về thêm. Theo suy nghĩ của con thì nhà con đang làm việc phúc cho những gia đình đó, bà con cũng hay dẫn bản hội đi lễ nhiều đền chùa khắp miền Bắc. Hiện nay bà con đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu dần vì mắc bệnh tiểu đường. Mấy năm gần đây trong nhà con không vui. Mấy năm gần đây trong nhà con không vui. Bà con hay mắng chửi con cái, anh em thì cũng không bằng lòng và xích mích nhau. Mẹ con đi xem thì thấy bảo bà con đang bị hành vì nghiệp mình tạo nên, con cháu cũng phải chịu. À, có nhiều lần con nhiều lần suy nghĩ xem bà con đã tạo nghiệp gì. Kính thưa thầy, có phải những tà quỷ bị cưỡng ép đưa đi báo oán bà con và gia đình con, và cả những con vật bị giết thịt làm đồ cúng cúng báo oán lại bà? Làng con cũng có chùa và sư ông, nhưng bà con hay nói rằng là việc trừ tà ra chùa không làm được vì Đức Phật từ bi, ma nó có ương bướng, Đức Phật cũng không quở trách,
nên việc trừ tà sư không thể làm được. Bà con nói như thế có phải tạo nghiệp khinh thị không ạ? Gia đình con muốn giải trừ nghiệp này thì phải làm như thế nào ạ? Thưa thầy, cửa điện nhà con đã có từ lâu đời, vậy có nên giải điện hay không ạ? Nếu gia đình con không muốn giải điện và sửa sang lại cho sạch đẹp rồi thờ thánh chứ không lễ trừ tà cho người ta nữa có được không ạ? Và tâm nguyện của gia đình con là muốn lên chùa Khai Nguyên để thờ, để nhờ thầy và các quý thầy hướng dẫn làm lễ vào tháng giêng năm 2018 khi chùa có pháp hội để giảm bớt nghiệp báo. Gia đình bên vợ con đã tham gia đạo tràng của nhà chùa, phát tâm công đức tụng kinh địa tạng, kính mong bạch thầy chỉ dẫn và dẫn lối cho con và gia đình con hóa giải nghiệp báo, tích thêm công đức. Con cảm ơn bạch thầy và chúc thầy sức khỏe ạ. Phật tử có câu hỏi như là một lá thư rất là dài, kể về câu chuyện như là câu chuyện của thần thoại Hy Lạp. Nói trong này là nói gì? Qua câu đọc câu hỏi thì chúng ta đều nghe cả rồi, câu hỏi rất là dài, hết một cả một trang giấy luôn, hơn một trang giấy luôn. Ở đây đó, tóm lại chốt lại á, thì thầy nói rằng cái việc thờ thánh cũng không phải là gì, mà đặc biệt Đức Thánh Trần không phải là xấu. Chúng ta biết đó, Đức Thánh Trần là gì? Một vị anh hùng của dân tộc. Ngài đó gì, đã cùng với Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, có công rất lớn và được gì, nhân dân các triều đại từ thời nhà Trần ấy cho đến bây giờ đều tôn sùng gì, đều tôn sùng gì, ngài là một bậc thánh của gì, của dân tộc, bậc thánh ở trong gì, lòng dân. Cho nên ngài có công rất lớn dẹp giặc phủ quốc. Cho nên chúng ta thấy cái việc thờ ngài mà thờ một cách chân chính thì rất là tốt, không có sao, không sao. Nhưng mà đây chỉ sợ là chúng ta thờ mà chúng ta lại bị gì, bị cái tà quỷ nó giả vờ là gì, là Đức Thánh Trần hoặc là Đức Thánh Mẫu vân vân đó, để nó gì, nó mê hoặc lòng người, dụ dỗ chúng sinh mà thôi. Chứ còn Đức Thánh Mẫu, Đức Thánh Trần và các gì, các Đức Thánh, các vị thần linh ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, trong kinh Địa Tạng nói rồi, các vị đó cũng tu nhiều đời nhiều kiếp mới có công đức, mới có phúc báo như vậy chứ, mới có công gì diệt giặc phù quốc như vậy, công lớn lắm mới làm được cái việc đó, thì lớn lắm, không phải ai làm được. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng, nói rằng con muốn phá bỏ điện thờ, với điện thờ đã 7 đời muốn phá bỏ được không? Thôi theo thầy thì điện thờ đã 7 đời rồi thì chúng ta cứ thế thờ. Nhưng có cái thì Phật tử này họ là muốn nếu mà không phá bỏ thì sửa sang lại, và không sau khi bà mất có thể là không làm cái việc bắt ma trừ quỷ nữa được không? Được, cứ sửa sang cho trang nghiêm tố hảo, mình thờ các ngài cho gì, cho được nhất tâm. Các ngài, các cụ ngày xưa nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Các ngài là những vị thánh đã hiển linh ở đất nước này, ở dân tộc này, tức không phải là thường nữa, không phải là phàm phu nữa. Thế nên chúng ta gì cũng nhất tâm thờ, nhưng có cái thờ làm sao đó, cúng bái làm sao đó cho đúng chính pháp, đúng chính pháp. Tốt nhất là gì, chúng ta thờ ngài thì phải noi theo cái đức hạnh của ngài, để mà gì, mà tu tâm dưỡng tính làm sao đó, cho ngày mình cũng một gì, một được đạo đức, một gì, đạo đức của mình ngày một gì, mình tốt hơn, nhân phẩm ngày một gì, sáng hơn, và trí tuệ của mình cũng ngày một gì, một tốt hơn, vân vân. Đã làm được như thế thì mới tốt. Còn cũng không nhất định là cứ phải gì, phải bỏ điện thờ của thánh đi để theo Phật, cũng không cần thiết. Nếu mình nhất tâm được thì mình thờ cả Phật cả thánh ở trong gì, trong nhà mình, mà mình nhất tâm được thì vẫn quý thôi, vẫn tốt đẹp, không sao cả. Vì thánh là những vị gì? Những vị có công với đất nước, có những vị thì có công với việc là gì, đánh giặc, dẹp giặc và giữ nước. Có những vị thì có công trong những cái vấn đề như là trị thủy, đánh giặc trị thủy, đem lại cơm no áo ấm cho gì, cho đất nước, như thần Sơn Tinh chẳng hạn,
hay là đệ nhất, hay còn gọi là đệ nhất Tản Viên Sơn Thánh, đệ nhất Phúc Thần chẳng hạn đấy. Đấy, vân vân. Chúng ta thấy là hay là có công như là Đức Thánh Mẫu ba lần chuyển thế, thì lần cuối cùng ngày gì, tức là lần thứ ba đó, ngày ngày cũng gì hiển linh và cứu chữa cho vô số những chúng sinh thoát khỏi những nạn ách, những tật dịch, cho nên á, mới được cái xã hội, mới được đất nước chúng ta thì tôn xưng là mẫu nghi thiên hạ, công đức rất lớn. À, không phải một phàm phu tục tử có thể làm được cái điều đó. Đây là những bậc Bồ Tát hay những vị thần tiên có công đức lớn thì hiện xuống nhân gian chúng ta để phổ độ chúng sinh, chúng ta phải trân trọng, phải biết gì, phải biết kính ngưỡng và phải biết noi theo cái đức hạnh của các ngài để làm những việc tốt đạo đẹp đời và sống một cuộc sống ngày một hướng tới cái cuộc sống chân thiện mỹ hơn. À, thì hôm nay thì chúng ta xin được tạm dừng các câu hỏi trả lời ở đây. Xin kính chúc các quý vị một ngày đầy pháp hỷ sung mãn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.